Chào tất cả anh em, mình là Tài Ba Độ. Hôm nay mình làm clip test bo on up cho con BMW 320i. Con này đến 22 em nhé. Anh em nghe thử tiếng bo nhé. Con này thì bên mình độ siêu ấm, không quá to em nhé. Bây giờ mình sẽ tắt đi này. Đấy, nó như zin em nhá. Bây giờ tất cả anh em đến với shop mình độ bo on up thì đều là độ kiểu là hết anh em nhá. Đó. Bây giờ mình sẽ bật lên lại cho anh em nghe thử này.